số tự nhiên tiếp theo. Đoán ô và tác phép đến với số tự nhiên tiếp theo. Đoán ô và tác phép đến với số tự nhiên tiếp theo. Nào, chúng ta đã thực hiện lần lượt 5 cái bản đọc tương ứng với 5 bài tập trong sách giáo khoa. Và một bạn đọc cho thầy giáo bài tập thứ nhất. Hả?